với sự tham gia của các diễn viên Đường Nghệ Hưng trong vai Lộ Tiểu Nam, Trần Vĩ Đình trong vai Tô Khải Văn, Lương Điền trong vai Tô Tiểu Mùi, Ngụy Đại Huân trong vai Âu Dương Thiên Vũ. Từ Thân Đông trong vai Tô Nhị Mùi, Diễm Húc trong vai Lâm Quang Diệu và một số diễn viên khác. Biên kịch Trương Giai, nhà sản xuất Quách Nhất Lâm, Vương Tinh Tinh, đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt. Bộ phim Hạnh Phúc Bản Đường, tập 17. Có lẽ duyên phận với đứa bé đó chỉ có 5 năm đó mà thôi. Chị nghĩ vậy cũng tốt thôi. Chị dâu à, chị đừng làm khó bản thân của mình quá. Nếu như chị không có thời gian đi làm thủ tục, em sẽ thay chị tới đồn cảnh sát hủy hết thông tin của chúng ta, có được hay không hả? Không cần đâu, để chị tự đi làm. Chị dâu, chị hiện tại làm gì có tâm trạng tới đồn cảnh sát chứ. Chị khách sáo với em làm gì? Hay là như vậy đi, chị viết một lá thư ủy quyền, lát nữa trên đường về em ghé đồn cảnh sát luôn, tiện thể em giúp chị làm thủ tục ha. Tiểu Nam, cô cuối cùng cũng đến rồi. Sao vậy? Nhà sản xuất đang đợi ở trong văn phòng. Chị đợi một chút. Chị biết không, hôm qua tỷ suất xem phim của chúng ta rớt xuống thấp hơn một nửa. Tỷ suất xem ở khung giờ vàng đều từ 3 trở lên. Nhà sản xuất vừa sáng sớm đã đến văn phòng nổi nóng rồi, bây giờ vẫn chưa ra ngoài. Cô coi đi, tỷ suất như vậy á, tôi còn mặt mũi nào nữa. Tôi làm ngành này bao nhiêu năm rồi, phim tôi sản xuất chưa bao giờ có tỷ suất xem thấp tới như vậy. Nếu tỷ suất xem đã kém như vậy, vậy hợp đồng phần sau của chúng ta hủy bỏ đi. Tiểu Nam à, cô lúc đó mà nghe tôi á, thì tỷ suất xem có thấp như vậy không? Kịch bản phải sến sẩm một chút, rồi thêm mấy tình tiết rườm ra, rất dễ dàng có thể đưa cảm xúc của khán giả lên. Cô tại sao lại không chịu nghe tôi chứ? Sản xuất Lưu à, tỷ suất xem dĩ nhiên quan trọng, nhưng tôi cũng không thể làm trái đạo đức nghề nghiệp của tôi được. Mong anh đừng lúc nào cũng lui tỷ suất xem ra để làm tiêu chuẩn đánh giá một bộ phim hay hay dở, có được không? Tỷ suất xem thấp, khán giả không coi, còn nói gì tới cảm động, truyền cảm hứng được. Nhà đầu tư không chi tiền thì tác phẩm của cô có khác nào phế phẩm đâu. Lộ Tiểu Nam à, đừng lúc nào cũng lấy nghệ thuật làm bia đỡ đạn cho cô. Tôi không có. Ban đầu tôi viết kịch bản từ đề cương cho tới chi tiết, từng tập đều trải qua từng tầng xét duyệt, chính anh cũng có tham gia. Được rồi, được rồi, tôi không nói với cô nữa. Cô coi bản hợp đồng này đi, không có ý kiến gì thì ký vô. Hợp đồng trước đây của chúng ta... Cái gì? 10 vạn tệ? Đúng vậy, chính là người mà anh nhìn thấy lần trước đó, vừa cầm được 10 vạn tệ thì biến mất tâm luôn. Sao mẹ vẫn hồ đồ như vậy? Chưa có gì chắc chắn để đưa hết tiền cho người ta rồi, vậy là mất tiền dưỡng lão luôn rồi. Đúng vậy. Anh đã nhắc nhở chị dâu rồi, đừng có để bị người ta dắt mũi, thiệt tình. Mà nè, cũng tại bọn họ không nghe lời anh thôi. Nếu như họ tin vào trực giác của anh thì đâu có xảy ra chuyện này. Giờ nói gì cũng muộn rồi, 10 vạn tệ mất tiêu luôn rồi còn gì nữa. Đúng vậy mà. Thà để cho anh còn hơn người khác lừa. Đúng vậy. Mà số tiền đó có thể mua được bao nhiêu thịt kho tàu? Gì thịt kho tàu đây nữa? Cái này ngon thiệt đó. Ngon hả? Em ăn nhiều quá vậy. Ngon, em thích đó. Đổ vô hết đi. Thiệt tình. Được hả?
Phiền anh rồi. Đừng khách sáo, đây là chuyện chúng tôi nên làm mà. Cô đi nha. Cảm ơn. Đúng rồi, cậu giúp tôi điều tra xem người giả mạo Ngu Ngu là ai vậy? Dạ được, thưa phu nhân. Tôi nói như vậy rồi mà hắn ta còn dám đi lừa tiền của người già nữa. Coi lời nói tôi không ra gì sao? Sao đây? Thời khắc quan trọng lại không nghe điện thoại của mình. Alo ông xã, mấy giờ anh tan làm vậy? Anh vẫn còn một tiết nữa mới tan làm vợ à? Em có chuyện. Có chuyện sao? Chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là tâm trạng không tốt. Vậy buổi tối anh dẫn em đi ra ngoài ăn đi. Em muốn uống vài ly. Ừ, được thôi. Vậy đợi anh về nhà, đừng có ngồi buồn một mình đó nha. Tạm biệt. Giám đốc Lâm, đây là phòng mà anh đã đặt trước. À, được. Xin mời. Xin hỏi Tô Nhị Muội? Cô mặc cái gì vậy hả? Bao lì xì hả? Anh cười cái gì hả? Tôi không nhịn được cười rồi. Có phải cô từ Thái Lan về không hả? Sao qua đi kha? Lâm Quang Diệu, tôi vì anh mới phải ăn mặc như vậy? Giờ anh lại lấy tôi làm trò cười. Được, tôi đây không giúp anh nữa. Nè, xin lỗi, tôi sai rồi. Lúc nãy tôi thật sự không nhịn được cười, được chưa? Cô đừng có quên chúng ta thỏa thuận với nhau rồi. Đừng lấy thỏa thuận ra uy hiếp tôi nha. Nè, tôi như mũi. Chẳng phải tôi làm vậy là vì anh nè, sao? Tôi như mũi, tôi thật bộ sự tôi không nhịn được cười để mà. Tôi đi. Giúp tôi đi, ba tôi sắp tới rồi đó. Nè. Ba. Dạ chào chú. Đây là bạn gái con, tôi như mũi. Nghe Quang Diệu nói gia cảnh nhà cháu bình thường. À, cháu. Ba, đó gọi là giản dị. Cháu còn có chị gái và em gái. Thật ra thì gia đình vậy mới là ấm áp hòa thuận chứ. Bà có nói chuyện với con sao? Đừng có xen vào. Chú à, thật ra điều kiện gia đình cháu. Ba đừng có hỏi nữa mà. Dù sao người cũng đưa đến rồi, ba còn muốn sao nữa? Tính ép bọn con bỏ trốn hả? Con. Ba, con thật sự rất thích cổ. Ba đừng giới thiệu bạn gái cho con nữa được không? Xin lỗi nha, tôi Nhị Muội. Chú vẫn còn có chút việc, hôm nay không thể cùng ăn cơm với mọi người rồi. Hôm khác chú sẽ mời cháu. Dạ không sao đâu ạ. Ba, con tiễn ba nha. Trời ơi, sao chị gầy vậy? Hôm nay chị chưa ăn cơm hả? Chị không muốn ăn gì hết. Em biết mà. Hôm nay em đem cho chị món ngon nè. Trời ơi. Muỗng của chị nè. Cháo thịt nạc trứng muối đó, chị ăn chút đi. Tu Diễm mà. Chị cho rằng lần này không thể nào nhầm được. Hơn một tháng nay
Đêm nào chị cũng gặp Ngưu Ngưu. Chị mơ thấy cả nhà chúng ta ngồi quây quần cùng ăn cơm với nhau. Đúng lúc đó thì chuông cửa vang lên. Chị ra mở cửa. Đồn cảnh sát, cảnh sát Trần đưa Ngưu Ngưu vào bên trong nhà. Anh ấy nói rằng chàng trai này chính là con trai của chị. Sau đó chị và Ngưu Ngưu ôm chầm lấy nhau. Chị còn mơ thấy chị và Ngưu Ngưu cùng đi đến tiệm của anh rể em ăn mì. Ngưu Ngưu ngồi ở đó kể cho chị những chuyện nó đã trải qua suốt hơn 20 năm. Nhưng mà bây giờ tại sao lại như vậy chứ? Sao lại có thể như vậy được chứ? Chị à, Tô Diễm à, em nói cho chị biết đi, có phải ngay từ đầu chị đã sai rồi hay không chứ? Chị không nên đi tìm Ngưu Ngưu. Chị tìm nó khổ sở như vậy, sao ông trời không giúp chị? Có phải ngay từ đầu chị đã sai rồi hay không? Chị không nên đi tìm Ngưu Ngưu. Không, không phải đâu chị à. Tâm trạng của chị em có thể hiểu mà. Chị đừng có buồn nữa, sức khỏe quan trọng hơn. Hay là chị ăn một chút gì đi. Người đó, người đó sao lại lừa chúng ta như vậy chứ? Nhà của chúng ta đối xử với cậu ta tốt như vậy, vì sao cậu ta lại lừa chúng ta chứ? Em cũng nghe anh rể nói rồi, cậu ta chính là kẻ lừa đảo, đến đây chỉ vì tiền. Có thể là cậu ta đã lên kế hoạch từ trước rồi, đúng không hả? 10 vạn tệ. Là 10 vạn tệ. Mẹ chồng của chị đã tiết kiệm bao nhiêu năm trời, không dễ dàng gì có được 10 vạn tệ, đều bị cậu ta lừa đi rồi. Mẹ chồng của chị cũng chắc là nhớ cháu trai lắm, nhớ tới phát điên rồi nên mới đưa 10 vạn như vậy, đúng không hả? Không, không thể trách họ được. Đều do chị, là lỗi của chị. Ai bảo chị không nhắc đến chuyện kia chứ? Anh rể em bây giờ trách chị. Dù mẹ chồng của chị không nói, nhưng mà ở trong lòng mẹ chắc chắn cũng đang trách chị. Đều là lỗi của chị hết. Chị à, sao có thể trách chị được chứ? Kết quả giám định còn chưa có mà bà ta đã đem tiền cho người ta rồi còn gì. Chị cũng đâu có biết đâu. Nếu chị biết chị đã ngăn cản rồi, có đúng hay không hả? Tô Diễm à, chị hình như đã nghĩ ra rồi. Chị thực sự đã hiểu ra hết rồi. Chị được Tú Quyên, cả đời này không có số có con trai, chị chỉ có 3 đứa con gái. Tô Diễm à, em nghe chị nói đây. Lần sau đừng nhắc đến Ngưu Ngưu trước mặt của chị nữa. Nhất định đừng có nhắc đến nó trước mặt của chị nữa. Được rồi, em không nhắc. Không nhắc nữa, không nhắc nữa hả chị? Chị không có con trai. Chị cả đời này không có con trai. Chị, hay là buổi tối chúng ta ra ngoài ăn đi ha. Không phải chị nói mọi người đều đi hết rồi hả? Chị không có con trai, không có Ngưu Ngưu, chị chỉ có 3 đứa con gái. Ở đây ăn cũng được ha. Ở đây cũng vui quá ha. Uống đi. Rồi cạn ly. Hôm nay uống tốt quá ha. Đây để tôi lấy cho. Trời ơi chị ơi. Này 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 nè, mau lau đi. Trời ơi, chị lớn như vậy rồi còn chưa uống được mấy chén, sao hôm nay uống nhiều vậy hả? Chị lớn bằng tuổi này rồi, có nhiều chuyện chị chưa từng làm qua. Nếu mà có thể uống sai một lần vậy thì tốt quá rồi. Nghe nói sau khi uống xong rồi, sai rồi, nhiều chuyện buồn sẽ bị quên đi hết. Tô Diễm à, nè, uống với chị một ly được, nha. Được, cùng uống thôi. Hôm nay em sẽ uống với chị, không say không về. Tủ lượng của chị rất là tốt. Nè, chị ăn chút gì đi, nãy giờ chưa ăn gì đâu đó. Chị của em tủ lượng rất là tốt. Được, uống đi. Chị, Đường Tú Quyên, tủ lượng tốt. Được, uống thôi. Nè, ông chủ, cháu lại tới rồi đẹp. Đây xin chào, hôm nay vẫn như cũ đúng không? Dạ phải, vẫn được, như vậy. Không vấn đề, nhưng mà hôm nay bán được nè, hơi đông khách. Lần sau đừng có nói với em là chị không biết uống đó nha. Tất nhiên rồi. Em không thấy tủ lượng của chị rất là tốt sao? Số 1 luôn.
cháu. Túi Diễm, cô ấy chính là hàng xóm mới của chị, tên là Tiểu Nam. Chào cô nha. Khải Văn, cháu cũng đến rồi hay sao? Ngồi. Ngưu à, lại đây. Xin lỗi nha, cô gọi nhầm thành tên của con trai cô rồi. Hai người nhìn rất là giống nhau. Khải Văn à, Khải Văn đúng không? Ngồi xuống. Cháu cũng qua đây ngồi đi, nhanh lên. Lại đây. Rồi, cạn ly nha. Nè, cô quên chưa giới thiệu với các cháu. Đây là em gái cô, Lương Tú Diễm. Con người rất là vui vẻ và lương thiện. Dạ, chào cô, cháu tên Khải Văn. Xin chào nha. Cậu là hàng xóm mới phải không hả? Dạ đúng. Vợ cậu ấy cũng vui đó ha. Tiểu Nam à, em gái của cô bản tính thật thà. Ý của cô là cháu rất có cá tính. Có cá tính. Đè cạn ly nha. Vô tuổi ha. Cạn ly đi. Cạn ly. Khải Văn, hôm nay cô rất là muốn uống rượu. Dạ. Chúng ta cạn thêm một ly nữa nha. Chị. Dạ được. Nè, cạn. Phục vụ, lấy thêm vài chai rượu. Hả? Không sao, em uống được. Phục vụ, lấy thêm nửa tá nữa nha. Cô muốn uống rượu đúng không? Được, cháu uống cho cô. Tới đây. Cảm ơn. Cứ lên trước như vậy nha. Không đủ tôi sẽ lấy thêm. Cảm ơn. Nè, chúng ta uống thêm không đi. Không sao, cháu uống giúp cô. Không cần không đâu. Không sao hết. Được rồi, để tôi uống. Chỉ hãy uống đi. Để tôi uống đối diện có đúng hay không? Đúng không? Được rồi, uống đi. Cháu nói tự xem, cháu cũng lớn tuổi rồi phải không? Đàn ông bây giờ đâu phải đều thích con gái đòi 10 chứ. Cô nói cái gì? Nói gì? Ai lớn tuổi chứ? Không phải nói em đâu. Không phải, chắc chắn là cô đang nói em rồi. Ý cô là sao? Từ đầu tới cuối cô đều nói chồng chắc cái này tốt, cái kia tốt. Cô giỏi thì cô lấy đi. Chồng kém cỏi lắm hay sao? Không kém rồi. Ông xã, Hoàng em kém Mỹ. Lắm sao? Em kém Hoàng chỗ Mỹ, nào? Anh em rất kém yêu lắm em. Sao? Anh yêu ông em. Xã. Được rồi, được uống rượu đi. Uống dạ, đi. Nói em kém sao? Hôm nay tôi nói sai hơi bị nhiều rồi. Em gái của cô, nó bản tính thật thà. Sao cháu cứ để bụng hoài vậy? Sao cô bé này lại để ý gì vậy chứ? Cạn ly trước đi. Cạn ly đi. Hai chúng ta cạn thôi. Thôi hôm nay vậy, không sai không trước đi. Không có gì. Uống hay đi. Là để cháu đưa cô ấy về. Cô ấy, tụi cháu là hàng xóm mà. Cháu đưa cô ấy về được cô à? Không về mà. Làm sao mà có thể về được? Cô đã nói là không đi về. Chị vừa nói với em cái gì đúng hả? Đúng rồi. Rồi em lại vừa nói với cậu ấy cái gì chứ? Hả? Em nói cậu ta giống như ba chúng ta hồi trẻ đó. Em xem em đi. Xem cái bộ dạng của em kia kìa. Còn nói là chị uống sai. Rõ ràng là em uống sai mà. Sao cô ấy lại giống ba chúng ta được chứ? Thiệt tình à, em uống sai rồi đó. Chị của em không sao hết. Hay thiệt nè. Là cháu đưa cô ấy về cho. Cô cứ về đi, cứ yên tâm. Cháu hứa với cô, được chứ? Không sao hết là em uống sai. Em nói cậu ấy làm sao giống ba chúng ta hả? Được rồi, chị thiệt có sao. Cô ấy sai rồi, cô cứ về trước đi. Về trước đi cô. Vậy tôi về trước nha. Cô à, cháu có một chuyện rất là muốn hỏi cô. Hỏi đi. Sao cô lại ghét cháu như vậy? Cháu thấy mình rất là tốt mà. Tại sao chứ? Còn tại sao hả? Chẳng gì sao hết. Cô ghét cháu, cô không thích cháu. Tại sao chứ? Nói cho cháu nghe vì sao hả? Chính là vì cháu. Cái gì cũng có. Cháu có tiền, cháu có người chồng tốt, có một gia đình tốt, có người mẹ rất là tốt. Cháu không thích sinh con thì không sinh. Cháu thích làm cái gì thì làm cái đó. Còn cô thì sao? Cô Đường Tú Quyên. Cô gả cho nhà họ Tô. Từ cái ngày đầu tiên gả vào nhà đó, trên có già dưới có trẻ, phải hầu hạ mẹ chồng, không dám nói to. Phải giúp chồng dạy con, từ trước đến giờ chưa dám chậm trễ cái gì hết. Cô được cái gì chứ?
Cô cái gì cũng không được. Cô ở trong nhà đó là người có cũng được mà không có cũng được, ai cũng có thể coi cô không ra gì. Không, cô có chứ. Cô tồn tại cháu có biết gì sao hay không? Chỉ cần ở trong nhà có một chút gì đều là lỗi của cô. Đường Tú Quyên cô đây, cháu biết hay không? Là lỗi của Đường Tú Quyên, cô sai rồi. Lạ thiệt nha, cô sống hơn nửa đời người, hai mươi mấy năm, sao cô lại sống như vậy được? Cháu nói cô có quan hay không? Quan, sao cô lại sống như vậy được chứ? Cô nói xong chưa? Ờ, nói xong rồi. Sao vậy? Vậy thì cháu cũng nói với cô, cháu cũng sống rất mệt mỏi, cô biết cái không? Cái gì? Cháu hả? Tỷ suất người xem bộ phim của tụi cháu thấp như vậy, nhà sản xuất lại trút giận lên cháu. Cô biết dân mạng gọi cháu là gì không? Gọi cháu là nhà biên kịch rẻ tiền. Nhà biên kịch rẻ tiền là cái gì cô biết không? Trời ơi. Là ngày nào ngày nào cháu cũng viết, cháu sửa, cháu viết, cháu sửa. Thiệt sao? Sửa xong lại viết. Lời ai nói cháu cũng phải nghe. Cháu lại thấy phụ nữ ở nhà nội trợ với cô là sướng nhất đó. Không ngờ cô lại khổ như vậy. Cho cháu mời quá. Cô xin mời. Vợ à, vợ à, em ngoan ngoãn về nhà nha. Anh đưa cô về nhà rồi quay lại với em ngay. Về nhà nha em. Em biết rồi, em biết rồi. Em tỉnh ruột từ lâu rồi. Yên tâm đi, yên tâm. Ê, đi. Không phải bên này. Là bên này nè. Ông xã. Em vào đi. Ông xã. Nhanh lên vào em đi. Em vô đi. Được rồi. Bà xã, nhớ đóng cửa đó. Không sao, không sao rồi. Không sao. Cô không sai, không cần cháu biết, đâu. Cháu biết không cô không sai tiễn, cô không. Để cháu đưa cô về mà. Nhà nha. Nè 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 nè. Ơi, nè. Không có sao hết. Về nhà cô được chứ. Ừ. Không sao, không sao. Mẹ, mẹ sao vậy? Uống say rồi, cô uống say rồi. Mẹ à, chúng ta vào đi. Nè, không mẹ. Sao, mẹ đâu có sao chúng đâu. Chúng ta vào đi mà. Cô nói là không nhà sao nhà gì nha. Không phải chứ, sao tự nhiên thành ra như vậy rồi? Vậy là sao vậy hả? Mẹ chưa từng uống rượu bao giờ, làm sao mà hôm nay lại uống rượu vậy? Thật sự cảm ơn anh nha. Không có gì. Đúng rồi, chú và bà đi ra ngoài thành vẫn chưa về sao? Hả? Sao anh biết bà và ba của em đi ngoại thành vậy? Sáng nay anh gặp hai người họ, tiện đường anh đi nhờ xe luôn. Bà có gọi điện về, nói tối nay mọi người ở đó ngủ một đêm. Được rồi. Anh về đây, không làm phiền mọi người. Hai người chăm sóc cô ấy. Tạm nha. Biệt cảm ơn nha. Anh nha. Cảm ơn anh nhiều lắm. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ chúng ta thiệt là nhân lúc bà không có ở nhà uống nhiều rượu như vậy, bà mà biết là mẹ sống không yên rồi. Thiệt là. Bình thường em nhiều chuyện nhất mà. Em có cảm thấy dạo gần đây không khí trong nhà rất lạ không? Vợ à, tại sao em lại dồn nén bao nhiêu uất ức vậy chứ? Cũng không nói cho anh biết nữa. Ôi trời ơi, sao đau bụng quá vậy nè? Chân cũng đau nữa. Mẹ, mẹ dậy rồi hả? Sao mẹ không ngủ thêm chút nữa đi? Uống nước mật ong cho tỉnh rượu đi mẹ. Sớm biết uống vào sẽ khó chịu như vậy thì mẹ đã không nên uống nhiều rồi. Từ khi sinh ra tới giờ em chưa thấy mẹ chúng ta uống nhiều rượu như vậy luôn. Hôm nay mẹ sao vậy? Uống tới mức không về nhà nổi luôn. Mai có anh đẹp trai nhà đối diện cõng mẹ về đó. Con nói cái gì chứ? Hôm qua mẹ được cậu đẹp trai ở nhà đối diện đó cổng về hả? Mẹ không nhớ gì hả? Không phải mẹ mất trí nhớ tạm thời chứ. Anh Khải gia nhà đối diện đã cổng mẹ về đó.
Không phải chứ. Thật sao? À. Trời. Ừ. Trời ơi, vậy phải làm sao bây giờ? Tại sao lại như vậy chứ? Mẹ thiệt là bé mặt mà. Trời ơi. Mai mà bà và ba không có ở nhà, nếu không thì... Trời ơi. Em bớt nhiều lời đi. À, tiểu muội à, cô không được nói lung tung nghe chưa? Con không có nói lung tung đâu, con sẽ không nói lung tung gì hết mẹ. Con chắc chắn sẽ không nói lung tung đâu nhưng mà... Mẹ nói con biết, con mà đi nói lung tung, lần sau mẹ sẽ không giúp con việc gì nữa nghe chưa? Mẹ này... chị dâu... Chú Tiến mới tới hả? Trong nhà hết trứng rồi, cho em xin vài trái ha. Được rồi, được rồi. Nhị muội, tiểu muội, lấy vài quả đem ra cho thím đi. Mẹ à, đi đi. Con... À, ngồi xuống, ngồi xuống. Thím Tư, mình đi thôi. Em không lấy đồ cầm sao? Chị dâu à, có phải chị hơi nhức đầu không? Ừ. Chị uống nhiều như vậy, phải uống nước ấm, ngủ nhiều, cố gắng nghỉ ngơi nha. Hả? Em nói như vậy là ý gì chứ? Ý, không phải hôm qua chị uống nhiều sao? Để cậu nhà đối diện cổng về nhà mà. Việc này em cũng biết hay sao? Có phải là tiểu muội kể cho em không? Shhh, đã tận mắt em trông thấy đó. Ừ? Chị dâu, chị yên tâm đi, với bản tính của em, chắc chắn không kể cho mẹ và anh hai nghe đâu. Chị uống nước đi. Trong tủ lạnh nhiều trứng lắm, chị mua nhiều mà để lâu quá sợ nó hư. Chú thím cứ lấy nhiều vô một chút nghe. Không. Trời, mấy cái đó có gì đâu, dễ ngại lắm chị. Không, không công, không nhận lộc mà. Bà xã, lấy trứng đủ rồi, lấy thêm thứ khác đi. Mẹ à. À. Cẩn thận một chút. Lần này thật tốt mà. Đi dạo vòng vòng cũng tốt. À. Mẹ à, à, uống chút nước đi. Con đừng có tất bật nữa. Hả? Lái xe cũng mệt rồi mà. Con không mệt. Văn bác à. Ừ? Mẹ muốn sau này chúng ta thường xuyên ra ngoài đi dạo, hả? Hít thở không khí trong lành, ngắm cỏ ngắm hoa gì đó, tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều, giống như bây giờ vậy. Mẹ à, chỉ cần tâm trạng mẹ tốt quá thì sao cũng được. À, à phải rồi, mẹ à. Tú Quyên hôm nay tới sở cảnh sát, quỷ những thông tin đó rồi. Sau này sẽ không có ai liên lạc với chúng ta nữa. Mẹ à, chúng ta hãy cố gắng sống tốt cuộc sống của mình. Cô đỡ chút nào chưa ạ? Đỡ nhiều rồi. Đỡ thì tốt rồi. Cháu đi làm đây. Được, được. Nè, tối hôm qua cảm ơn cháu nha. Không có gì đâu, chào cô. Trời ơi. Ôi trời. Nội dung lan man, mạch phim chậm, chỉ cần vài ngôi sao lượn qua lượn lại chỗ đó là tỷ suất xem đứng đầu. Thiệt không biết khán giả thời nay nghĩ cái gì. Nếu mà phim chiếu hay thì là công của đạo diễn diễn viên, còn không hay thì đổ trách nhiệm cho biên kịch chúng tôi sao? Dựa vào cái gì hả? Vất vả hy sinh nhiều tới vậy, ai có thể nhìn nhận, ai có thể hiểu đây?
Dạ, alo, chào cô. Việc đi du học có thông tin rồi. Dám như vậy sao? Cháu là sinh viên mà, điều kiện cháu lại tốt như vậy nên xin khá dễ dàng. Nè, xem hồ sơ trước đi. Bạn của cô làm giáo sư trong học viện điện ảnh đã nhận lời cô viết thư tiến cử cháu rồi. Cậu ấy nói cháu đã từng sáng tác kịch bản phim truyền hình dài tập, có lợi thế hơn với người khác. Như vậy có làm phiền tới cô lắm không? Cô chỉ là người trung gian kết nối hợp tác, có mất sức lực gì đâu chứ. Cái chính là thực lực của cháu thôi. Bây giờ đăng ký, sau đó sẽ được đào tạo ngôn ngữ trong nửa năm. Nhanh nhất thì có thể theo kịp kỳ học mùa xuân năm sau. Nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của em đó. Đúng vậy, em vừa mới gọi điện cho người môi giới du học đây. Họ nói nhanh nhất một tháng là có thể tới Mỹ. Cho nên bây giờ em thấy không có vấn đề gì hết. Nhưng mà em không biết ông xã suy nghĩ ra sao. Liệu anh có muốn đi chung với em không? Tại sao anh lại không đồng ý chứ? Nhưng mà anh vừa mới tìm được một chút manh mối về ba mẹ ruột, mà em còn thấy anh rất thích chỗ này nữa. Thực ra trong lòng của anh có phải càng muốn ở lại đây không? Thực ra những điều em vừa nói đều không có sai. Nhưng mà anh nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều không thể so được với bà xã của anh. Bà xã của anh là quan trọng nhất đó. Em muốn đi tới đâu, anh sẽ đi tới đó. Anh sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất cho em. Vậy ba mẹ ruột của anh thì như thế nào, không tìm nữa sao? Những chuyện đó đều không mâu thuẫn lắm. Anh sẽ lấy thông tin ADN đó mang lên đồn cảnh sát. Khi có thông tin họ sẽ gọi cho anh. Hơn nữa, dự án kiến trúc mà giáo sư Thomas nói, anh đã gọi cho ông ấy rồi. Anh đã nói rằng anh đồng ý đi giúp ông ấy. Ông xã, anh tuyệt vời quá đi. Nè. Hả? Em đi tìm mẹ em trước đi. Sau khi anh về xong tiết, anh sẽ tới tìm em ngay. Tìm mẹ em để làm gì? Một việc quan trọng của em như vậy, em không định nói với mẹ của em một tiếng sao? Phải, ông xã, anh suy nghĩ thật là chu đáo. Khán giả thân mến, đừng bỏ lỡ cơ hội mua với giá rẻ chưa từng thấy. Không sai, chính là 299 tệ. Hiện tại, bạn hãy gọi theo số máy dưới đây để được chốt ưu đãi cực lớn này. Hiện tại, 5 vị khán giả đầu tiên gọi điện thoại tới có cơ hội giành được một máy làm sữa chua với giá 99 tệ. Các bạn hãy nhanh tay lên, điện thoại trong tay, thời gian chỉ còn 5 phút. Trời ơi, chết rồi. Sắp hết giờ rồi, hôm nay mình mới gửi tiết kiệm định kỳ mới chết chứ. Làm sao đây? Tiểu Mộng à, cho mẹ mượn 300 tệ được không? Tháng tới mẹ nhận được lương hưu sẽ trả lại cho con ngay. Mẹ nói cái gì vậy? Diễn đạt của mẹ có vấn đề sao? Mẹ nói con cho mẹ mượn 300 tệ đi, mẹ muốn mua cái nồi cơm điện đó. Mẹ, cái kênh truyền hình mua sắm rất là mê hoặc, khiến cho mẹ chỉ xem thôi đã thấy cuốn cuồng muốn mua rồi. Thực chất mua về rất là lãng phí. Nè, cho mẹ mượn 300 tệ thôi, cuối cùng con có cho hay không hả? Cho mẹ mượn nhanh lên đi. Mẹ, tiền đều đã bị quản bắt đem ra kinh doanh rồi, mẹ lại còn không biết hay sao hả? Ngay cả 300 tệ cũng không có, con là con dâu kiểu gì vậy hả? Mẹ ơi, đây không phải là vấn đề về 300 tệ, nó là lãng phí. Với lại trên bản tin đều đã nói rồi, việc mua sắm trong tình hình chưa được tiến hành bất kỳ phân tích thị trường nào, nửa số người tiêu dùng sẽ hối hận về hành vi nhất thời của mình. Được rồi, con nhiều triết lý quá. Nhưng, khán giả thân mến, thời gian đã hết rồi. Chúc mừng quý khách đã gọi điện mua sản phẩm của chúng tôi. Với những khách hàng chưa được, được rồi, lần này thì thật sự không mua được nữa rồi. Con có thể yên tâm được rồi đó. Cuối cùng cũng đã phát xong. Con có ý gì đây hả? Mẹ, con không có ý gì khác hết. Còn con là cố tình. Ai đó? Thật là tức chết tôi được. Sao tôi có thể có một đứa con dâu như vậy được chứ? Đúng là vận xui tám đời mà. Mẹ ơi,
Con trai, mẹ nhớ con mẹ chết thì được. Cái thằng này, con đang làm trò gì vậy hả? Nói đi là đi ngay, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho mẹ. Rốt cuộc là con muốn mẹ tức chết phải không hả? Mẹ ơi, mấy ngày nay con toàn ngủ dưới gầm cầu á. Sao lại ngủ dưới gầm cầu? Không phải là con đã lấy tiền rồi sao? Con... À, bà xã ơi, anh rất nhớ em mẹ đó. Con trai à, mẹ thương con lắm. Con trai à. Anh à, những lời này em thay chị dâu, cũng là bạn thân đồng mộng của em hỏi anh. Anh nói đi lần này muốn ra Lăng Xã một phen. Vậy thì rốt cuộc anh Lăng Xã được cái gì rồi? Tiểu Nam à, anh con được bình an trở về là may mắn lắm rồi. Con muốn hỏi nó cái gì nữa mẹ hả? À, mẹ đừng có bên vực anh đấy nữa. Mẹ chịu hư anh đấy quá rồi. Tiền đâu? Em hỏi anh tiền đâu rồi? 50.000 tệ anh cầm đi đâu rồi? Nó là tiền mà em muốn tích góp để sau này có con sẽ dùng cho con đó. Có phải là anh đã tiêu sạch trơn rồi, đúng không? Anh à, tại sao lần nào cũng như vậy? Anh đếm thử xem đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Chị dâu tích góp chút tiền đâu có dễ dàng chứ. Anh nói là anh mở cửa hàng tiện lợi thì nó phá sản, mở quán cà phê thì cũng phá sản. Sao cùng lại xuống vùng nông thôn mua giống hoa gì đó? Kết quả là giống hoa cũng không bán được, phải giữ ở nhà để tự trồng. Tới nỗi sân trước sân sau chỗ nào cũng là hoa. Anh không phải không biết em bị dị ứng phấn hoa chứ? Được rồi, con ít nói vài câu được không hả? Mẹ, anh con hôm nay mới trở về đó. Mẹ đừng cản con, những lời này con buộc phải nói ra hôm nay. Anh à, may mắn cho anh là lấy được đồng bọn. Từ khi kết hôn tới giờ chị ấy luôn ủng hộ sự nghiệp của anh. Chị ấy ngay cả tiền hồi môn đều đem hết cho anh đi đầu tư. Anh còn nghĩ gì về cô ấy chứ? Có bao nhiêu người phụ nữ có thể làm được như vậy đây? Đổi lại là em, một ngày cũng không chịu nổi nữa kìa. Được rồi, đừng nói nữa. Con xem anh của con, giờ nó đang mặc cái gì chứ? Mấy ngày nay đều ngủ ở ngoài đường, chắc chắn là không được ngủ yên. Lại không được ăn ngon, lại bị em gái la mắng như vậy, vợ thì khinh bỉ. Con không nghĩ đến tâm trạng của anh con hay sao? Mẹ à, mẹ có thể đừng chỉ lo nghĩ cho anh của con, mà phải nghĩ thêm cho chị dâu có được hay không? Không phải đã có con rồi sao? Con vì nó mà đến cả mẹ cũng muốn dạy dỗ luôn. Chán không muốn nói nữa. Mẹ đi nấu cơm đây. Mẹ à. Đồng Đồng, con vào bếp đi. Con sắp đi Mỹ rồi. Gì hả? Con và Khải Văn đã quyết định sẽ qua Mỹ sinh sống rồi. Con đã bao nhiêu tuổi rồi, còn không mau sinh con đi. Còn đi Mỹ làm cái gì chứ? Sao đứa nào đứa nấy cũng làm cho mẹ lo hết. Mẹ, mẹ không ủng hộ con sao? Ai trời ơi, đúng là vẫn là Khải Văn tú. Xem ra chỉ có anh ấy mãi mãi nguyện làm hậu thuẫn vững chắc cho con. Tới cả mẹ ruột cũng không thể bằng được. Được rồi, được rồi. Mẹ thấy con đó, được nó chịu quá rồi quen. Tiểu Nam, đúng là ngưỡng mộ cậu quá à. Xem ra có công việc tốt không bằng có một người chồng tốt. Xin lỗi em bà xã ơi, anh có thể hiểu là em lại đang mỉa mai anh có đúng không? Em đâu có dám mỉa mai anh. Chút nữa lại chơi trò mất tích. Đâu có nghĩ đến cảm nhận của em. Sao anh lại không nghĩ đến cảm nhận của em chứ? Anh đều là vì muốn em có cuộc sống tốt cho nên mới làm vậy thôi. Đừng nha, em không có tham vọng có cuộc sống tốt hơn đâu. Anh đừng có nạt em là được rồi. Anh có biết lần này anh đi làm cho em lo nhiều lắm hay không? Tiểu Nam mà, con đi Mỹ rồi, mẹ sẽ làm sao đây? Cô đơn bây giờ một mình hay sao hả? Ôi trời ơi, mẹ à, mẹ đừng có nói bản thân cô đơn bơ vơ, còn có anh hai và chị dâu ở đây nữa mà. Sao có thể gọi là bơ vơ không nơi nương tựa được? Có thể giống được sao chứ? Nếu con đi Mỹ rồi, không quay trở về nữa, thì mẹ biết phải làm sao đây? Sao có thể như vậy được? Mẹ nghĩ là con có thể ở lì tại Mỹ không về sao? Bên ngoài có tốt mấy cũng không bằng nhà mình đâu. Mẹ cứ yên tâm đi ha, con sẽ trở về trong lòng tổ quốc thân yêu thôi mà. Mẹ, hay là mẹ đi cùng với Tiểu Nam một chuyến đi mẹ.
còn nói cái gì hả? Mẹ, ý của con là mẹ cùng với Tiểu Nam du lịch một chuyến. Ai nói với chị là em đi du lịch chứ? Em qua đó để học mà. Em ở bên đó khá là lâu, em phải học ngôn ngữ trước rồi học chuyên môn, làm gì có thời gian du lịch. Đợi được một thời gian rồi thì mọi chuyện tính sau, thời gian còn dài mà, tới lúc đó được cả nhà đi chơi. Mẹ hiểu hết rồi. Một đứa thì muốn mẹ mau biến đi, còn một đứa thì không muốn dẫn mẹ theo. Mấy đứa còn đều không ra gì hết. Mẹ đến từng này tuổi rồi mà còn bị mấy đứa đá qua bên này, đá qua bên kia, đá tới đá luôn như vậy hay sao chứ? Mẹ à, bọn con không phải là ý đó đâu mẹ. Mẹ à, không phải đâu. Ý của chị dâu là nói muốn mẹ ra ngoài đi chơi, còn ý của con là con muốn sang về nước nhanh thôi. Con ở bên đó đều phải đi học, không có thời gian chăm sóc cho mẹ. Tụi con đều có ý tốt, ai dám đá mẹ đi chứ. Tụi con giành mẹ còn không kịp nữa là, đúng không chị dâu? Đúng đúng đúng. Mấy cái trò của con mẹ còn không biết hay sao hả? Các con là sợ mẹ liên lụy thôi. Không phải vậy đâu mẹ à. À, tới đây tới đây. À, Khải Văn tới rồi hả? Mau vô đi, vô đi. Vô đi. Mẹ, chào chị. Trời, con rể yêu quý của mẹ còn đến đúng lúc lắm. Đang nói đến việc đi Mỹ đó. Người vợ không lương tâm của con, sợ mẹ liên lụy đến các con cho nên muốn bỏ rơi mẹ không quan tâm nè. Bà xã, em đang làm gì vậy? Em đang dò vé máy bay đi Mỹ nè. Đặt vé? Em muốn đưa mẹ đi thiệt hả? Các con thật sự muốn đi Mỹ sao? Nói chính xác là tại vì con muốn đi Mỹ đào tạo chuyên sâu và Khải Văn rất ủng hộ con. Được rồi, chỉ có con là lắm chủ định thôi. Còn Khải Văn qua đó làm sao đây? Khải Văn cũng đã được nhận lời mời công việc ở đó, cho nên anh ấy sẽ đi cùng với con, như vậy đẹp cả đôi bên. Tiểu Nam là một người rất có tài. Nếu như cô ấy được đào tạo thêm, con nghĩ chắc chắn sẽ trở thành một nhà biên kịch giỏi nhất. Như vậy con rất ủng hộ cô ấy. Khải Văn à, mẹ biết con ủng hộ Tiểu Nam tốt với nó, nhưng còn việc của con thì sao? Không phải là con đang định tìm lại cha mẹ ruột hay sao? Không tính tìm nữa hả? Yeah.